Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Thì trong clip này mình chia sẻ về cái cách sáng tạo và phá của mình. Đây là một cái máy có CD này, mình thấy CD không? Thì nó có radio, FM, AM rồi nó có thêm line-in nữa và Bluetooth. Nhưng mà thiết kế cái kiểu rất là đẹp. Thì ở trên Amazon á, nó bán á, thì nó không có cái lò trip. Thì như bên này này, em thấy này, đấy. Thì nó có cái lò này là nó toàn giải, nó từ bass trip luôn. Đó, và bên cạnh nó thì bạn thấy không, cái lò trip đó. Thì biết cái này bạn thấy cái lò trip của mình không đó, nhìn vô rất là đẹp ha. Bạn nhìn bên cạnh này bạn thấy không, thấy cái gì đâu đó, tí hồi bạn ráp vô bạn sẽ thấy đó. Thì cái lò trip này cái hiệu của nó là City Sound, mình thấy cái sound của nó khá là hay. Và cái này là cái hộp của nó này. Thì cái lò trip này á, bên trong của nó gồm một cái lò 2 inch và nó có thêm một cái mặt sound của nó nữa, cho nên nó làm thành rất là hay luôn á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem và bạn nghe một lượt. Mình sẽ so sánh cái bên kia và phía bên này. Sau đó thì mình sẽ show cho các bạn cái cách là mình đùi cái lỗ này. Thật ra rất là đơn giản với cách mình làm thôi. Đó, thì cái phía trước nó là như này. Mình cũng thật sự mình cũng không biết là cái GoPro này nó có record được cái tiếng trep hay không, nhưng mà theo cái cảm nhận của mình á đó, thì mình nghe nó cái tiếng chét 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 rất là nhẹ, rất là đã. Cái phía bên này hiện tại bên này không có, mình thấy không, nó bên này không có tiếng chét chét chét, nhưng mà bên này nó có, nó nghe nhẹ nhẹ này. Nói chung là rất là hay, mình không biết cách nào để mình thu âm nó được. Rồi bên cạnh nó thì nãy mình mở nó ra, à, mình thấy có cái quạt không? Thì nãy á, lúc mình mở nó ra, tại vì nó bên trong này nó rất là siêu, nó kín lắm. Đó, thì trên hai cái con IC công suất nó nóng quá, that's why mình gắn cho nó cái quạt rất là êm. À, cái quạt này chạy 12V nhưng mà bạn không có nghe đâu. Mình để gần luôn này, im lặng luôn này. Đó, thấy không? Mình không có nghe cái gì hết, cái tiếng éo bạn nghe là đây giờ. Tại vì nó đang, mình đang in cái máy in TD của mình này, là bạn nghe cái tiếng chéo chéo thôi. Thật ra bên trong này rất là êm. Đó, thì mình gắn cái quạt đó vô cái miếng tản nhiệt, tản nhiệt đó. Đó, cho nó mát và nó làm cái bo nguồn luôn. Đó, thì nó sẽ rất là bền. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay về lại, mình sẽ mở cái phía bên kia và mình sẽ khoan một cái lỗ. Thì mình sẽ khoan nó 2.5, 3.5 in down. Làm đây. Bạn tháo cái lo này ra, tại vì lỡ bạn lụi vô trúng cái lo chết bà luôn. Ok. Sau khi moi cái lỗ thì bây giờ bạn gắn cái này vô. Ok, cái lò thì mình gắn vô thôi. Này, phải cái tay cho nó nhỏ. Rồi, đó, thì cái lo mình đã gắn xong. Logo rồi hiện đàng hoàng. Rồi bây giờ tới lượt mình sẽ hàn cái mặt này vô cái mặt lo kia. Cái đoạn này mình dán băng keo cách nhiệt lên. Đó, vậy thôi. Rồi, cái nền này đoạn hàn này thì mình dán băng keo vô cho nó khỏi chặt. Đó, giờ phần dây điện. Đó, mình hàn như thế này, mình hàn vô cái cục này và cái này thì nối vô cái lo này thôi. Ok, rồi mình dán vô, rồi xong mình gắn cái này vô đen, vô đen. Ok, rồi gắn xong, giờ mình chọn cho trong đây.
Rồi bỏ dây nhựa. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ soi lại. Đây là bên bên phải. Okay, rồi bây giờ mình sẽ ráp nó vô lại. Cái dây này là cho cái dây anten, cho cái đài. Okay. Và cái này là cho cái jack in. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ ráp nó vô cái này thôi, một cái dây anten một cái. Bây giờ mình gắn nó vô. Easy peasy. Ok. Bluetooth mode connected. Xin hân hoan chào mừng các bạn gần xa. Mời các bạn cùng thưởng thức những dòng nhạc bất hủ với các tiếng ca lừng lẫy đã đi vào huyền thoại. Dạng basic, nhìn cái thiết kế của nó nhìn giống như Amplay đời cũ không? Nghe âm thanh nghe chắc em đã không có em răng mắt mây không buồn trôi trời mùa thu lắm mây con bước em đi quên về vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau cuộc tình anh dành cho đâu mắt môi người yêu trên đường khuya đi trong hoang vắng mênh mang đèn màu vàng. Ok thôi clip tới đây là hết thì chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình phá mình không thể yên được, mình phải làm cái gì đó. Thì bữa giờ mình phá rất là nhiều thứ đây mà mình làm biến quá à, bữa nay mình mới nở hứng lên mình quay clip cho các bạn. Đây là cái hiệu, cái này nó gọi là CD player à, bạn nào search trên Amazon cái cục này nó bán khoảng 100 tới 120 tùy thời điểm, nhưng mà cái này á một cái lo của nó là 20W à, nhưng mà rất là đơn giản, nhưng mà thiết kế của nó rất là cổ ha. Hồi xưa bạn nhớ mấy cái CD đàn đời cũ đó thì nó y như thế này nè à, thì bây giờ nó độ ra cũng hàng CD, có CD ha. Đó. Cái này là bỏ để đỡ CD vô này đó, thì nó vẫn bài play được CD MP3 đồ đó. Thì đời cũ thì giờ mình chỉ xài Bluetooth thôi đó, ok. Có USB nữa mà radio line in đó, thì thường mình xài Bluetooth. Ok, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Soi bạn thêm không cô đơn giữa